con mẹ đi, bỏ cái bút xuống. Nhanh lên Kiền Liễu. Này Liễu ơi. Cho mình quay mình quay được chứ không sao. Cũng được nhưng mà miếng to quá. Bỏ hạt đi nha. Đây này. Úi dồi. Nó sao? Nó thích ăn miếng to, nó không thích ăn miếng nhỏ rồi. Úi dồi. Ngồi xuống, ngồi đâu thì ngồi đi. Một tay phải cơm. Rất sao. Kìa lát hết bẩn hết cái chiếu này ấy. Tối còn nằm ngủ ở đây ấy. Sao để cho nó ấy thế nào? Nhanh nhét ra đây. Thôi anh quay lại đây để quay. Này Ngọc Anh. Xin bố chưa? Hả? À. Thì lại bẩn hết cái chiếu để làm. Chiếu để làm đấy. Ủa? Thôi là chiếu để đám. Chiếu chả làm hả con? Tí nằm cái kia nóng lắm. Con ngủ với bố đấy. Con định ngủ với ai? Bố. Chiếu phải sạch. Không đâu, chị ăn mà dây hết ra chiếu này. Úi dồi ôi, đây này. Mình quê lại làm ướt hết chiếu rồi. Đây đi ăn vỏ. Oh my god. Oh my god. Úi dồi ôi, thôi Liễu ơi. Này, tự lý đi này. Ôi, đi ra kia tí ướt hết cái chiếu, không có cái chỗ làm đâu. Ủa, giấy. Đây này, ướt đây này, chảy ra đây rồi. Ôi, không có chiếu ngủ đâu. Ôi dồi. Bẩn quá Ngọc Anh nhờ, mai nó mốc ra đấy. Trời ơi. Ăn đi, ăn đi. Cảm biết có ăn được cái miếng nào không?